Như các bạn thấy là ngoài trời vẫn còn mưa, mặc dù bây giờ là đã ngớt rồi. Mưa thì rả rích thôi, chứ hồi nãy là mưa to lắm. Và trong cái buổi chiều mà nó mưa, nó hơi ảm đạm, nó hơi u ám và nó hơi se se lạnh như thế này. Bây giờ mình sẽ phải ăn một cái món gì đó cho nó nóng, cho nó ấm mà nó hơi cay cay nữa thì nó sẽ rất là ngon. Vậy thì ngày hôm nay trong chương trình Món Chay Tôi Làm vào một cái buổi chiều với một cái cơn mưa như thế thì Nghĩa sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái món gọi là bánh canh sa tế chay. Thường chúng ta sẽ nghe nói là có hủ tiếu sa tế, nhưng mà hôm nay thì Nghĩa sẽ nấu bánh canh sa tế. Nghĩa cứ hướng dẫn là một lần nữa cho những ai mà chưa từng biết qua cái món hủ tiếu sa tế thì các bạn có thể làm theo Nghĩa để thực hiện cái món ăn của ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì Nghĩa sẽ giới thiệu cho các bạn biết về nguyên liệu của cái món này. Bánh canh bột gạo, đây là loại bánh canh mà Nghĩa mua trong siêu thị nha các bạn. Một dĩa thập cẩm các loại nấm luôn, trong đây có nấm mỡ nè, nấm kim châm nè, nấm linh chi nè, nấm bào ngư nè và nấm rơm. Để nấu nước ngọt thì Nghĩa dùng đến cà rốt nè, bắp mỹ nè, su su nè và củ cải trắng, đậu hũ bi. Ở đây Nghĩa có một dĩa gồm có sả bằm, tỏi bằm và ớt bằm. Nguyên liệu đơn sơ chỉ có thế thôi các bạn. À, và các bạn nhớ chuẩn bị dự phòng cho Nghĩa một cái chén bột năng nha các bạn, một ít bột năng nữa ha. Bởi vì một lát khi chúng ta cần làm cho cái món nước dùng của chúng ta nó hơi sền sệt thì chúng ta sẽ sử dụng đến bột năng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào công đoạn sơ chế. Khi chúng ta bắt đầu cắt các loại củ quả để nấu nước dùng thì các bạn hãy bắt ngay một cái nồi nước lên bếp để sẵn nha. Và chúng ta sẽ cho bắp vào trước nè, bởi vì bắp nó cần thời gian để cho nó ra nước ngọt nhiều hơn. Giờ chúng ta sẽ cho hết tất cả các phần củ quả mà chúng ta vừa cắt ra xong vào trong nồi nước dùng nha các bạn. Các bạn thấy không? Một cái nồi nước dùng toàn là rau củ rồi bắp. Nó sẽ rất là ngọt thanh luôn đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến cái phần sa tế các bạn nha. Nhưng mà trước tiên Nghĩa sẽ làm cái phần màu điều trước rồi đã. Nghĩa cho hơi nhiều dầu một chút vào trong chảo nè. Sau đó Nghĩa sẽ cho cái hộp điều á vào đây để mình lấy cái màu điều màu đỏ của nó. Các bạn thấy đó, chỉ cần cái dầu của chúng ta nó sôi lên một cái thôi là những cái hộp điều này nó sẽ cho ra cái màu đỏ cam cam rất là đẹp. Và chúng ta phải canh cẩn thận, đừng để cho nó bị khét các bạn nha, bởi vì cái này nó rất là mau khét. Các bạn thấy không, cái phần dầu điều của chúng ta nó ra được cái màu này nè, rất là đẹp nè ha. Đó, mình sẽ canh, mình tắt bếp. Chứ nếu mình làm lố hơn chút xíu thôi là cái phần màu điều này, nhất là những cái hộp đó, nó sẽ bị khét, nó không còn đẹp, không còn ngon nữa. Mình sẽ làm tới cái phần sa tế nha các bạn. Cái chảo Nghĩa chỉ vớt cái phần hạt điều ra thôi, chứ Nghĩa không có rửa, Nghĩa vẫn để nguyên cái chảo như thế. Nghĩa cho thêm một ít dầu vào, cho ít thôi. Bây giờ nè, mình sẽ cho cái phần sả vào trước nè, bởi vì cái sả là nó sẽ lâu chín hơn, cho nên là mình sẽ cho cái phần sả vào trước. Các bạn dùng cái phần màu điều mà mình vừa mới làm xong á, cho vào đây ha, nó mình sẽ có được một cái hỗn hợp, cái màu đỏ nó rất là đẹp, nó làm sa tế đó các bạn. Sẽ cho cái phần tỏi và ớt luôn. Ớt thì tùy ha, tùy các bạn muốn ăn cay nhiều hay cay ít thì các bạn sẽ gia giảm cái lượng của nó. Và bây giờ mình xào đến bếp như vậy khoảng vài phút nữa, cho đến khi các bạn nghe được cái mùi thơm của tỏi, của ớt, của sả nó dậy lên nha.
các bạn có thể cho thêm một ít bột nêm vào đây, khoảng nửa muỗng bột nêm nha. Các bạn có thể cho thêm một muỗng đường nữa nha các bạn, bởi vì cái phần sa tế này chúng ta sẽ xào chung với nấm, rồi hoặc là một lát nữa chúng ta có thể múc ra một cái chén riêng để mình chấm mình ăn nữa, cho nên là mình cũng nêm nếm gia vị vào trong đó cho nó ngon xíu, cho nó đậm đà xíu ha. Chúng ta có một cái chảo sa tế nó rất là đẹp mắt, cái màu sắc các bạn thấy không, rất là đẹp mắt luôn và rất là thơm nha các bạn. Bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ trút hết cái phần sa tế trong chảo này ra chén trở lại nha. Và bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu khác vào mình xào lên nè. Chúng ta sẽ múc từng ít sa tế chúng ta cho vào để chúng ta xào lên cho nó thấm nguyên liệu đó. Các bạn thấy không, cái phần đậu hũ của chúng ta nè, bây giờ nó đã được nhuộm một cái màu đỏ của sa tế rất là đẹp mắt. Rồi các bạn thấy ha, cái phần đậu hũ Nghĩa vừa xào xong nè, Nghĩa cho hết vào trong cái nồi nước dùng đang nấu sôi trên bếp, cho hết vào nồi nước dùng luôn. Rồi bây giờ nè, Nghĩa sẽ lượm ra một vài loại nấm, nhất là nấm rơm. Nấm rơm thì Nghĩa sẽ cho vào trước để cho nó ra nước ngọt. Nghĩa cho nấm rơm vào hết nè, một số loại nấm còn lại thì mình sẽ cho vào sau ha. Bây giờ tiếp tục với cái chảo của mình nha các bạn, Nghĩa lại cho một muỗng sa tế vào, cứ cho từ từ vào ha. Nghĩa sẽ cho cái nấm vào nè, những cái nấm to to này nè, Nghĩa sẽ cho vào. Cho vào luôn. Mình xào trước như thế này á thì các loại nguyên liệu của mình nó sẽ thấm. Nó sẽ thấm vào cái phần sa tế, gia vị trong đó nó rất là thơm, nó rất là ngon luôn. Và tiếp theo chúng ta lại cho cái phần nấm vừa mới xào xong vào hết trong cái nồi nước dùng của mình nha. Và chúng ta cũng làm y như vậy với tất cả các số nấm còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần nêm nếm gia vị các bạn nha. Với một cái nồi dùng mà nó to như thế này thì có lẽ là Nghĩa sẽ phải cho khoảng 2 muỗng bột nêm, 2 muỗng canh, hai cái muỗng cơm của mình á. Nghĩa sẽ cho khoảng 2 muỗng bột nêm vào đây. Mình cứ nêm từ từ. Một lát nếu như thấy nó vẫn còn chưa vừa ăn thì mình sẽ nêm thêm. Bây giờ thì Nghĩa đã quậy một cái chén bột năng như thế này các bạn ha. Cho bột năng vào chén và cho một ít nước vào, quậy lên cho đều. Sau đó Nghĩa sẽ rưới vào trong cái nồi nước dùng của chúng ta để tạo độ sánh. Bây giờ các bạn thấy cái phần nước dùng của chúng ta nó đã hơi sánh sánh lại rồi, rất là hấp dẫn ha. Mình sẽ nêm nếm lại một lần cuối cùng trước khi mình tắt bếp. Bây giờ trước khi dọn món ra, ở đây Nghĩa sẽ có một ít hành lá nè các bạn. Hành lá cùng với ngò gai. Ngò gai và hành lá nha. Nghĩa sẽ sắc nhuyễn ra luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình dọn món đây. Nghĩa đã bỏ một ít sa tế vào trong cái chén nhỏ này rồi nè các bạn. Bây giờ thì Nghĩa sẽ cho một ít nước mắm vào. Nước mắm chay nha các bạn nha. Nước mắm chay mà nước mắm nguyên chưa pha. Nghĩa sẽ cho một tí đường vào nè. Cho một ít tiêu vào nữa. Và cuối cùng Nghĩa sẽ nặn một miếng chanh vào. Và sau đó các bạn khuấy đều lên. Nó sẽ cho ra một cái loại nước chấm tuyệt vời các bạn nha. Mình sẽ cho thêm vài lát chả lên cơm nữa các bạn. Thank you.
Nghĩa đã xong rồi đây các bạn. Như vậy là chúng ta đã có một cái tô bánh canh sa tế chay vào trong một cái buổi chiều mưa như thế này. Nó quá là tuyệt vời. Bây giờ thì Nghĩa xin phép, Nghĩa mời các bạn nha. Để Nghĩa dùng thử cái món của mình ngày hôm nay xem nó như thế nào ha. Khi mà ăn á, thì Nghĩa sẽ cho cái phần rau vào đây. Nghĩa sẽ cho salad. Các bạn có thể có thêm giá cũng được. Cái tô bánh canh của mình nó không có quá lỏng. Nó có một chút sền sệt. Mà cái màu sắc thì nhìn cực kỳ hấp dẫn và bắt mắt, đặc biệt là cái mùi thơm đó các bạn. Cái mùi thơm sa tế rất là ngon. Nghĩa xin ăn trước một miếng nước nha. Rất là vừa ăn. Đây mình chấm cái nước chấm này nè. Cái nước chấm này Nghĩa hướng dẫn các bạn pha chế đó. Rất là dễ đúng không? Nhưng mà mình sẽ có một cái nước chấm rất là ngon luôn á. Cái nước dùng đó các bạn, nó rất là ngọt, là bởi vì nó có rất là nhiều củ quả trong đó, cho nên mình nấu nó ra cái nước ngọt thanh tự nhiên lắm. Và khi các bạn cho cái ngò gai vào á, nó sẽ dậy lên một cái mùi hương, cái mùi hương nó cũng rất là quyến rũ, cái mùi đặc trưng ngộ lắm. Miếng chả bỏ vô là ăn cho có hương có hoa vậy thôi. Cái thiệt ra mình cũng chẳng cần ăn chả, bởi vì trong cái nồi này của mình quá nhiều rau củ nó ngon rồi. Miếng chả đệm vô thêm cho nó màu mè màu sắc vậy đó. Quan trọng là các bạn nấu được cái nước dùng á. Cái nước dùng của chúng ta nấu mình nó ra được cái vị ngọt tự nhiên rồi thì nó rất là ngon. Sau đó chúng ta làm phần sa tế bỏ vô thôi. Các bạn thấy như cái cách hướng dẫn làm cái sa tế mà bỏ vào trong á, nó quá dễ đúng không? Không có gì khó cả và chúng ta ai cũng sẽ làm được cái món này hết nha. À, ăn thêm một miếng nữa nè. Ngon quá luôn các bạn. Nhưng nói tới cái việc mà ngon này á, muốn kể cho các bạn nghe một chuyện. Gần đây nè, có một bạn nào đó khi mà xem cái kênh YouTube của Nghĩa, mà chắc có lẽ là xem cũng nhiều, xem cũng hầu hết các clip nấu ăn luôn á. Sau đó bạn đó comment nói là thấy món nào cũng khen ngon, thấy món nào cũng khen ngon hết, diễn hay quá. Thật ra Nghĩa đọc cái comment đó xong, nhưng không biết là bạn ấy nói đùa hay là bạn ấy nói thật. Nhưng mà thế này, nó ngon thiệt các bạn ơi. Nhiều khi mình thấy mình cũng ngại khi mình cứ phải lặp đi lặp lại cái điều này. Nhưng Nghĩa hay nói với các bạn á, mình nấu xong rồi mình tự ăn rồi mình tự khen luôn thì nó kỳ. Nhưng mà đó là sự thật. Đó là cái cảm nhận của Nghĩa thật sự về cái món ăn mà Nghĩa làm ra. Có thể khi Nghĩa nấu thế này nè, mời một người bạn nào đó đến ăn, chưa chắc họ thích. Nếu vì không hợp khẩu vị của họ thì sao? Có thể họ không thấy ngon. Nhưng mà bản thân mình thấy ngon là được rồi, đúng không? Nghĩa hay nói với các bạn á, nấu ăn là gì? Nấu ăn chỉ là cách chúng ta cho gia vị vào trước hay là sau, nhiều hay là ít, miễn làm sao để cho nó vừa với cái khẩu vị của mình, nó vừa với cái miệng ăn của mình, như vậy là ngon rồi. Chưa chắc gì bây giờ một đầu bếp của một cái nhà hàng, một khách sạn 5 sao nổi tiếng nào đó nấu cho chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy ngon đâu. Bằng mẹ chúng ta nấu ở nhà, hay là bằng bà ngoại, bà nội chúng ta nấu, hoặc là vợ chúng ta nấu, hoặc là chồng chúng ta nấu, đúng không? Cái vấn đề là sở thích ăn uống của các bạn nó như thế nào. Thì các bạn nấu và cho nó phù hợp với cái sở thích đó là xem như các bạn thành công và các bạn cảm thấy ngon. Nghĩa cũng vậy. Bất cứ một cái món ăn nào mà Nghĩa nấu xong, Nghĩa ngồi để Nghĩa chia sẻ với các bạn là Nghĩa đều nói từ cái sự chân thành của mình. Nghĩa ăn cái cảm nhận nó ngon thiệt. Mình nói nó ngon thiệt. Có những món mà nó ngon mà nó ngon quá sức mong đợi của mình á, thì mình sẽ còn làm nó khủng khiếp hơn nữa. Ui trời ơi, ngon quá, ui da đã quá thế này thế kia. Tức là cái cảm xúc của Nghĩa nó là như vậy. Chứ Nghĩa không có diễn. Nghĩa không có diễn về cái cảm xúc của mình cho mọi người nha. Bởi vì Nghĩa đang hướng dẫn cho mọi người nấu ăn chay. Có sao Nghĩa nói như vậy, chứ mình không có nói dối. Thì Nghĩa cũng hy vọng rằng các bạn cũng sẽ làm được những cái món ăn giống như Nghĩa hướng dẫn. Còn cái việc nêm nếm gia vị như thế nào là tùy vào các bạn. Và các bạn sẽ cảm nhận đúng cái vị ngon mà mình mong muốn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Món Chay Tôi Làm của Nghĩa. Còn bây giờ thì Nghĩa sẽ tiếp tục ăn hết cái phần ăn này của mình đây. Bởi vì hôm nay như Nghĩa nói, cái trời bên ngoài nó hơi lất phất mưa. Mà mình ăn một cái tô bánh canh nóng như vậy
thì nó đúng điệu luôn. Cảm ơn các bạn nha. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của Đại Nghĩa nha. Còn bây giờ thì Nghĩa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye. Well, I thought you forgot me, but my Bible they brought me, and the wind says, do what you want.